Trích đoạn dưới đây được dịch từ sách Kinfulness, Sự Tử Tế, do Thiền Sư Ajahn Brahm hướng dẫn chúng ta bắt đầu hành thiền tâm từ bằng cách chọn một đối tượng dễ làm chúng ta phát khởi lòng từ ái. Khi hành thiền tâm từ, tôi chuẩn bị bằng cách tưởng tượng đến một chú mèo con. Tôi thương loài mèo, nhất là mèo con, vì thế hình ảnh chú mèo tưởng tượng của tôi đối với tâm từ giống như khí ga đối với ngọn lửa. Chỉ cần nghĩ đến chú mèo con là tim tôi tràn đầy lòng từ ái. Tôi tiếp tục hình dung người bạn tưởng tượng đó, nghĩ rằng nó đã bị bỏ rơi, đói rét, sợ hãi. Trong kiếp sống ngắn ngủi, nó chỉ biết có hung bạo, xua đuổi và cô độc. Tôi tưởng tượng xương nó lồi ra trên thân hình nhỏ bé, lông nó nhơ nhuốc bẩn, vế máu và thân hình nó gồng cứng trong sợ hãi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không quan tâm đến sinh vật nhỏ bé, mong manh này thì không có ai làm chuyện đó và nó sẽ chết một cái chết kinh hoàng, cô đơn, đau đớn. Tôi hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau của chú mèo con dưới nhiều hình thái và trái tim tôi mở ra, tuôn tràn dòng lũ của cảm thông. Tôi sẽ chăm sóc cho chú mèo con đó. Tôi sẽ bảo vệ nó, cho nó ăn. Tôi tưởng tượng ra mình đang nhìn sâu vào đôi mắt đầy lo lắng của nó, cố gắng làm tan chảy sự nghi ngại của nó bằng dòng từ ái đang chảy ra từ chính đôi mắt tôi. Tôi từ từ đến gần nó, một cách cẩn trọng, không bao giờ rời mắt khỏi nó. Nhẹ nhàng, tôi bồng chú mèo con lên, ôm vào lòng. Tôi xóa cái lạnh của nó bằng hơi ấm từ thân tôi. Tôi gạt bỏ sự sợ hãi của nó bằng cái ôm êm ái của tôi và tôi có thể cảm nhận sự tin cậy của nó tăng dần. Tôi nói với chú mèo khi nó nằm trong lòng tôi. Này bé, con sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Không bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này. Ta sẽ luôn chăm sóc con, là người bảo vệ, là bạn của con. Ta yêu con, hỡi chú mèo con. Dù con đi đâu, làm gì, trái tim ta luôn rộng mở đón con. Ta luôn dành cho con tình thương yêu không bến bờ của ta. Khi làm như thế, tôi cảm thấy chú mèo trở nên ấm áp, thư giãn và cuối cùng kêu lên nho nhỏ. Đây chỉ là phác đồ phương cách tôi bắt đầu hành thiền tâm từ. Thông thường tôi dành nhiều thời gian hơn. Tôi sử dụng trí tưởng tượng, thầm nói để vẽ ra một bức tranh trong tâm, để tạo ra khung cảnh nơi những ngọn lửa đầu tiên của từ tâm có thể phát khởi. Ở cuối mỗi buổi thực hành tâm linh, với đôi mắt vẫn nhắm, tôi hướng sự chú tâm vào vùng quanh tim và đón nhận tia sáng ấm áp đầu tiên của cảm xúc từ bi,